Các thưa quý vị mới đây thì truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin vụ cháy nổ xảy ra hôm ngày 26 tháng 12 tại một nhà máy sản xuất sơn ở tỉnh Esfahan của miền tây bắc nước này đã làm ít nhất 65 người bị thương nguyên nhân của vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí ga hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin cho biết vụ nổ gây hỏa hoạn xảy ra tại khu công nghiệp Mamakan sahid Salimi ảnh hưởng đến khoảng 150 người, trong đó có 65 người bị thương. Theo thông tin ban đầu 10 người trong tình trạng nguy kịch và những người còn lại đã được sơ cứu tại hiện trường. Khu công nghiệp Sahet Salimi nằm ở thành phố Ajasa, đây là khu công nghiệp lớn nhất tại miền Tây Bắc Iran, gồm 790 nhà máy và các cơ sở khác với gần 28.000 công nhân.